Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có Gương, chủ tịch phụ nữ người Mông thành công nơi bản làng dân tộc Thái. Phần cuối chương trình có ghi nhận về Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số thành phố Sơn La lần thứ tư năm 2024. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Triềng Đen, thành phố Sơn La để gặp gỡ chị Giàng Thị Mo, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, vinh dự được Trung ương Hội biểu dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ 3 năm 2023. Là người con dân tộc Hơ Mông, sinh ra và lớn lên tại huyện Vân Hồ, nhưng chị Giàng Thị Mo lại bén duyên và thành công tại quê hương Triềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, nơi có đến 99,9% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Sự khác biệt về tập tục, văn hóa cùng với nhiều khó khăn đã được chị Mo dần khắc phục, và không chỉ được bà con nơi đây yêu thương bao bọc mà chị còn trở thành thủ lĩnh của phong trào phụ nữ, đưa công tác hội và phong trào phụ nữ xã Triềng Đen phát triển sâu rộng, góp phần cung cấp ủy chính quyền, nhân dân các dân tộc xây dựng xã Triềng Đen ngày càng phát triển. Chị Giàng Thị Mo bén duyên với công tác hội phụ nữ từ những năm 2011. Khi đó chị là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Triềng Đen. Từ năm 2016, chị được cấp ủy, cán bộ, hội viên phụ nữ tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Triềng Đen. Với trách nhiệm, tận tâm với công tác hội, chị đã mạnh dạn, sáng tạo, năng động, có nhiều đổi mới trong hoạt động, cũng như phát triển phong trào phụ nữ ở cơ sở, thu hút đông đảo chị em tham gia. Trong cái thời gian vừa qua thì Hội Phụ nữ xã đã làm rất là tốt trong cái công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ, đó là thực hiện công tác cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở trên địa bàn xã. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã vận động chị em phụ nữ trồng, chăm sóc và bảo vệ tuyến đường hoa tự quản của phụ nữ để làm sao mà cái tuyến đường hoa sạch đẹp và góp phần vào cái vệ sinh môi trường của bản cũng như xã. Trong cái xây dựng nông thôn mới thì đối với hội phụ nữ xã thì cũng tuyên truyền cán bộ hội viên phụ nữ đó là tham gia mua bảo hiểm y tế để làm sao mà hội viên phụ nữ tham gia mua được số lượng nhiều nhất và đạt được cái tỷ lệ là đối với hội phụ nữ thì đạt tỷ lệ hơn 90% tham gia cái tỷ lệ y tế, và cũng đóng góp một phần rất là quan trọng đối với các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở trên địa bàn xã để làm sao mà đạt các cái tiêu chí cao nhất. Với mong muốn từng chính sách mới của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là những nội dung liên quan đến phụ nữ luôn được cán bộ, hội viên phụ nữ biết và thực hiện, nên chị thường xuyên xuống cơ sở để tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại chi hội. Phong trào phụ nữ phát triển kinh tế luôn được hội quan tâm, cùng với tín chấp với các tổ chức tín dụng trên 6,4 tỷ đồng cho 195 hội viên vay, hay duy trì chân quỹ ở các chi hội với số tiền gần 400 triệu đồng cho 130 hội viên vay. Hội luôn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời phối hợp với các tổ chức, đơn vị đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho chị em. Cùng với đó, hội luôn làm tốt công tác hỗ trợ cây, con giống cho 39 hội viên, hội phụ nữ khó khăn trên địa bàn xã, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như mô hình nuôi dê nhốt chuồng, nuôi bò thương phẩm, mô hình nuôi nhím, mô hình trồng mận tam hoa hữu cơ, góp phần giúp hội viên phụ nữ tăng thu nhập. Các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội được chị Mo cùng Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai sâu rộng theo hướng thiết thực, cụ thể, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã đã thu hút được nhiều tầng lớp phụ nữ tham gia bằng việc làm cụ thể như duy trì vệ sinh môi trường, đào hố rác tại mỗi gia đình, trồng, chăm sóc và vệ sinh tuyến đường hoa phụ nữ tự quản, vận động hội viên và nhân dân hiến đất, dịch hàng rào để làm đường nông thôn mới, quan tâm thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội, phát triển đảng viên nữ trong chi hội. Đồng thời thường xuyên quan tâm thăm tặng quà cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ yếu thế, phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo, gia đình hội viên khó khăn, đột xuất và những người có công với cách mạng. Đã xây dựng, sửa chữa 5 mái ấm tình thương,
từ đó đời sống của cán bộ hội viên phụ nữ xã từng bước được nâng cao. Năm 2021, hội có 32 hội viên nghèo, thì đến năm 2023 giảm chỉ còn 8 hộ. Chị Mo luôn là người đứng đầu cùng với chị em phụ nữ trong xã, thường xuyên chăm sóc, vệ sinh tuyến đường hoa, bảo vệ và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc Thái. Nhờ có chị, người chủ tịch phụ nữ xã gương mẫu mà phong trào phụ nữ ngày càng phát triển. Thực hiện đề án số 04 của Thành ủy về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc của tiểu vùng Tây Bắc giai đoạn 2020-2025, hội đã thành lập được 2 câu lạc bộ hát Thái và câu lạc bộ thêu khăn piêu với gần 100 thành viên tham gia, nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn xã. Trong thời gian tới thì đối với bản thân tôi thì cũng sẽ tiếp tục đó là trau dồi các cái kiến thức cho bản thân trong cái công tác hội, và cũng sẽ tiếp tục cùng với tập thể ban chấp hành hội, đó là tập thể ban chấp hành hội lãnh đạo các cái hoạt động của công tác hội để tìm nhiều cái hoạt động mới để làm sao mà đổi mới các cái hoạt động của công tác hội, đưa đến cho cán bộ hội viên phụ nữ cùng biết và cùng làm. Bằng những việc làm và hành động thiết thực trong công tác hội với các phong trào thi đua ở địa phương, chị đã cùng với tập thể Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hàng năm 100% chi hội hoàn thành tốt. Bản thân chị và tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ xã Trường Đen được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La, Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Bằng những nỗ lực của bản thân, sự thích nghi, hòa mình trong cộng đồng dân tộc Thái và hiệu quả thiết thực từ những mô hình, việc làm, sự phát triển công tác hội phụ nữ, chị Giàng Thị Mo đã và đang khẳng định tinh thần đoàn kết, sự tương trợ của các dân tộc, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ hội, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, một sự kiện quan trọng ý nghĩa được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và khẳng định sự đóng góp to lớn của đồng bào trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Sơn La ngày càng phát triển. Đó chính là sự kiện Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Sơn La lần thứ tư. Sau 2 ngày diễn ra, đại hội đã thành công tốt đẹp. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên về ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Sơn La. Để đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Sơn La lần thứ tư diễn ra sôi nổi thiết thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đồng bào dân tộc thiểu số, thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trước, trong và sau đại hội. Để đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Sơn La lần thứ tư không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn thực sự là ngày hội đại đoàn kết của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, một lần nữa khẳng định và khơi dậy nội lực, sự đóng góp của đồng bào các dân tộc trong xây dựng thành phố Sơn La ngày càng phát triển toàn diện. Tổ chức thăm tặng quà 100% hộ nghèo trên địia bàn thành phố, khởi công xây dựng 2 nhà đại đoàn kết tại xã Trường Đen và xã Hua La. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với 150 đại biểu đại diện cho hơn 50.000 người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Sau khi được thông tin một số kết quả nổi bật của thành phố trong công tác dân tộc trong 5 năm qua, cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, xây dựng củng cố hệ thống chính trị thành phố, các đại biểu đã có 6 ý kiến về các nội dung như: hiện nay tuyến đường Trường Ngân Trường Sinh đã được đầu tư cải tạo sửa chữa, nâng cấp 2 đoạn đầu tuyến. Đoạn giữa tuyến đã được đầu tư bê tông xi măng, nhưng đường chật hẹp, xuống cấp trầm trọng, nhân dân đi lại khó khăn, cần sớm đầu tư hoàn thiện. Đại biểu mong muốn thành phố thông tin thời gian cụ thể, triển khai xây dựng dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân thành phố tại bản Ca Láp, xã Trường Ngân, thông tin lộ trình kế hoạch về phát triển đô thị Hua La, hướng tới xây dựng phường Hua La. Xã Trường Đen kiến nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ hoàn thiện 7 tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đối với xã Trường Đen thì đến hiện nay là đã đạt được
12 trên 19 tiêu chí. Cũng kính đề nghị cũng như là mong muốn là Ủy ban thành phố là sẽ đẩy nhanh tiến độ các công trình hạng mục đầu tư đã được phê duyệt để hoàn thành cái lộ trình cũng như là theo cái kế hoạch đề ra. Với tinh thần thẳng thắn cầu thị, tại cuộc đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã tiếp thu các ý kiến, trực tiếp trả lời, giải đáp các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những nội dung không thuộc thẩm quyền sẽ giao các phòng ban liên quan tổng hợp ý kiến và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Thì thời gian vừa qua thì thành phố xác định cũng là cái làm sao đó phát triển cái kinh tế để các hộ gia đình, người dân, nông dân của mình có những cái thu nhập, rất là trân trọng và tiếp thu liên quan đến cái đẩy nhanh tiến độ để cùng với xã để chúng ta hoàn thành cái kết cấu hạ tầng. Thì rất mong là không những xã Trường Đen đâu, các xã khác thì chúng ta sẽ tiếp tục theo các cái chỉ tiêu để công bố xã Trường Đen đạt các tiêu chí, cũng lộ trình là sau đó là chúng ta hoàn thiện để có một cái bảng kiểu mẫu về nông thôn mới. Sôi nổi tạo không khí vui tươi gắn kết, không gian mang đầy âm hưởng dân gian các dân tộc thành phố, phải kể đến đêm hội đại đoàn kết các dân tộc là chương trình nghệ thuật với sự tham gia của trên 200 diễn viên chuyên và không chuyên đến từ nhà hát ca múa nhạc tỉnh. Các nghệ nhân diễn viên quần chúng trên địa bàn thành phố đã biểu diễn 13 màn hát múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, khẳng định tinh thần đoàn kết gắn bó các dân tộc trên địa bàn thành phố nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Đặc biệt hơn là màn biểu diễn vũ điệu kết đoàn, vòng xòe đoàn kết của các đại biểu và hơn 300 lãnh đạo cán bộ công chức viên chức thành phố và một số xã phường thể hiện quyết tâm dựng xây phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Sơn La. Trong đêm hội hôm nay thật sự là rất vui mừng dưới nhiều cái sắc màu chức trang phục của các dân tộc, 12 dân tộc anh em của thành phố Sơn La cùng nhau tạo nên những cái không khí sôi nổi, hào hùng và tự hào đối với cuộc sống ngày càng đổi thay của các dân tộc thành phố Sơn La. Thực sự chúng tôi thực sự biết ơn Đảng và Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố luôn luôn quan tâm đến sự phát triển của các dân tộc ở thành phố Sơn La. Cùng với đó, những gian hàng trưng bày các sản phẩm ô cốp của thành phố như hoa quả theo mùa, cà phê Big Thao, thịt trâu gác bếp, hoa xuân và tái hiện không gian văn hóa các dân tộc mang đậm những nét đặc trưng của thành phố Sơn La cũng là điểm nhấn thu hút các đại biểu tham quan. Chúng tôi cũng muốn là giới thiệu đến các đại biểu dự đại hội là những cái nét đẹp truyền thống của dân tộc Thái như là dệt vải thêu thùa, rồi là các cái món ăn ẩm thực như là thịt khô này, rồi là cá khô này và các cái món ăn như chẩm chéo, thố ố, rồi mẩm của dân tộc Thái. Và đặc biệt nhất là những cái trang phục của các dân tộc của thành phố Sơn La mình có thì chúng tôi mang đến cũng là một cái thông điệp truyền đến các cái thế hệ trẻ trong cái thời gian tới thì sẽ biết đến là cái nét đẹp truyền thống của dân tộc và từ đó thì sẽ có ý thức để giữ gìn cái truyền thống tốt đẹp đó. Trước chương trình đại hội, Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và 150 đại biểu đã cùng dâng hoa dâng hương, báo công với Bác tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc. Với tinh thần nghiêm túc trách nhiệm, đại hội đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác dân tộc ở thành phố Sơn La, những tồn tại hạn chế cần khắc phục, cũng như những mục tiêu chỉ tiêu cụ thể trong giai đoạn 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết là những người tiêu biểu đại diện cho trên 50.000 đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Sơn La đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ 4. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Sơn La lần thứ 4 năm 2024 là sự kiện chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đại hội tổ chức thành công là cơ sở để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc và công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 19 đã đề ra, quyết tâm xây dựng thành phố Sơn La định hướng đô thị loại 1, phát triển xanh, nhanh, bền vững, bình yên, an toàn và bản sắc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.